Chị ơi, chị đi nhanh lên, chị em mình cần phải mang cơm cho mẹ nào. Em ơi, em đi nhanh đó, em chờ chị với. Chị ơi, mặt trời đã lên rất cao rồi, chị em mình phải đi thật nhanh, để mẹ đợi. Trời đấy em ạ. Vâng ạ.